hơn 15.000 nhà dân ở Quảng Bình ngập sâu trong nước. Bão số 6 đã khiến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu nhiều thiệt hại, trong đó có 3 người tử vong, nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng. Cụ thể, tại Quảng Bình, có mưa lớn kéo dài, kèm gió cấp 4, cấp 5 đã làm hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Đến hơn 7 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thanh niên xung kích bị nước cuốn trôi tại huyện Lệ Thủy khi đang thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Trong đó, huyện Lệ Thủy là địa phương có số nhà ngập nhiều nhất với hơn 10.600 nhà, huyện Quảng Ninh hơn 4.000 nhà và thành phố Đồng Hới 370 nhà bị ngập sâu trong nước. Ngoài ra, nước lũ cũng đã khiến 374 ha hoa màu, rau màu bị ngập nước, thiệt hại 100 ha diện tích nuôi cá lúa, nuôi hồ mặt nước. Để ứng phó với ngập lụt, chính quyền địa phương các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch đã di dời hơn 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ngoài ra, tại các xã thị trấn vùng thấp trũng, các hộ đã di dời nội bộ từ hộ nhà thấp sang nhà kiên cố cao tầng. Hiện nhiều ngầm tràn tại quốc lộ 9B, 9C, quốc lộ 15 bị ngập sâu. Một số điểm ngập cục bộ khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các đơn vị đã cắt cử lực lượng trực gác, cảnh báo không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.